nhớ dòng đấy chọn phong dư lúc nào đặt cá tua đó y chọn phong dư bê sẽ đã suy thạp bể nhất là sổ hô sổ chùa nó khi tầm tiền đề là do vì giấm để cú nó là cú mua tên mệnh nhất là hồ lu chưa dịn nên thiê chỉ thiê ô tô cú chỉ mua xia yêu là một tờ đợi chọn phong dư sẽ đợi thả nhất là sổ hô sổ chùa nó thế tỷ lúc liền nó là lại nơi chọn phong dư ta chỉ nó chỉ đọc ra tuần thời chọn phong dư phải sẽ được suy thạc bể và suy đoạt đọc khó và thế tổ nên thế là gì thì đọc ra là một giá cho lâu nó là một khó chế đùa nơi chọn phong dư đó và đi của hai và giờ có chỉ qua chỉ một tủ bộ đồ dùng nó chỉ giờ hiện tại dù chủ chỉ chỉ sẽ lo để mua tấm mảnh bộ lý cha lo dù chủ đời dù lý tấm mảnh gọi cho các lần chế tàu trôn dù nó dù hầu lý giá ta lo vì khỏi tiền giờ hai tiền có mua tê tấm mảnh đấy cho là xa xí chỉ hai tàu hai tiền nhưng chỉ sợ qua đó chỉ lý chỉ giờ thì nó thì xa hai tiền cả lìa, cái giá cò và sông nói cú nó này rồi nhớ đồ thành cái gia lại chế vô chủ chế nâng cái anh em có cơ thế thì giờ hai tiệm mua tôm mồi giờ đặt cá lò một trong tổng thu lò thế rồi nhà giờ mua ít nông rồi đặt ăn thu đó mà chỉ thế thì chỉ xe đi nó xưa giờ sau giờ linh thời chuyển chế thứ họ vô chủ tôi đã sổ hồ sổ cho nó lại lôi trọng phương dưới rư hải xa lọt xa mà cô tu sẽ chấp là lý trí bạc ca yếu à hải tao y lọ đồ lên tư ta xì mà trả lý trả là xíp bệnh yếu dù cho mong lợi này dọc dù cho mong lợi chế cơ chậm bình ồ đi hải nế ồ dạ dạ có ồ cho thành cái gia này yếu chủng cái mù chỉ giờ đi nó thế thì đặt ra tua hai tiền đây trọng phong dư bây giờ là chỉ thả chỉ sơ la đua có dùng thì khó chỉ dùng khó kể chứ nó cứ hầu như đồ sổ hoa sổ chua nó luôn là một đồ kể chứ nó như đồ đua liền đua tê ở trong nó ấy trọng phong dư này sẽ đợi vô lý chán nó lý chán lại nên sẽ đợi bỏ chuyện nhau dùng thế thì có liệu tê nè nên sẽ đẹp bằng tố lua tê thế thật trả mà chỉ tí lua tê ta chỉ tí lấy tê để nó cố chỉnh mua hả mà kinh thật trả chỉ ta tỏ nên nó là chúng ta tỏ nên nó lua tê nó là bí giả đi đến để cú nó này ạ cú thuộc kinh nó là cú giảng cầu cú nó là cú và tất cả là ổ cho hồi liệu cú nó xin ơi chọn cái gì nè và họ lì nó theo họ dùng ba tê theo để cho dù ý lên sư để cho bà dù ổ bà dù tàu nó là nó này dọc à ý tù sư chứ sai thì chị ổ là cô dọa ý lưu nê ý lưu xông chị cũng ba tàu hãy để dùng ổ tê theo thứ hai tàu chê lại dùng một chọi mẹ tê cỏ nó dùng một chọi mình tê cho cỏ nó ta xin mà ở bên nó là chê cú chuẩn chỉ tàu không thiết chỉ tê dầu dù vậy nó bỏ tận đây nó chỉ mà lấy một chọi tê chỉ là không một chọi tê là mà ta thay đổi trọng phong như này sẽ đầy tàu say thế nè sẽ để cô họ rút cho cụ thiên nào là cô họ chờ chờ cụ thiên ở trong phòng như ông lịch cụ chẳng hay và cơ chẳng biết là này chỉ do hai tiền giao dụ cho sự nên là giao dụ trong mong là chỉ cơ chẳng biết cho mù điện thờ chỉ muốn nó cái sai thì giao điện thờ nó chỉ đặt khám mua cho họ luyện nó đặt khám cho lò cho tàu ở trong phòng như nên sẽ để sai tiền cú đặt cá lọ và họ lử để họ cú lại và đặt cá lọ khó chế lo
sua tên nhau không chê lô linh ta chê ta chỉ nó chê ya sua y lu câu chê là một tô lu lu chắc chá chê là nà ya bê mông bò mà bê tê lu chá chê nó ta chỉ mà chờ cứ tí nhớ đồ sá nhá la mà tê dọa là yô chì hài lê bê hài là yô hô vật dạ lu máy nó là chì bó ya chê yê là một khó tô lu chê tê nó nê chung phô yê nè jadi kau kau tahu benong nala ya tiada je malay tak ha, mau jodoh ijo pengye ni sudah saya hati tiada nene, dekik tak pe ya sudah tak lah, jadi nasi nyonya ijo pengye ni sudah nene.